Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của DD. Ngày hôm nay nhìn thấy Lương là chắc các bạn biết là Lương đang rất hồ hởi, rất vui đúng không? Thưa các bạn, ngày hôm nay mình mang về một dòng sản phẩm, đó là chiếc ThinkPad X390 Gen 10. Cứ những chiếc máy nào của ThinkPad về thì các bạn biết rồi, mình là fan cứng của ThinkPad luôn. Bản thân mình rất thích dòng máy này luôn. Đấy. Và lần này nó sẽ thay đổi của các phiên bản trước, ví dụ như là X260, X270 và X280 thì chỉ có màn hình 12,5 inch. Nhưng với công nghệ bây giờ, đó là thu nhỏ viền màn hình kích thước, thì chiếc X390 bây giờ là 13,3 inch, sẽ có viền màn hình mỏng, ngon hơn, nhẹ hơn, mạnh hơn, đặc biệt là CPU thế hệ thứ 10. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khui siêu tìm hiểu dòng sản phẩm này nhá các bạn nhá. Con này nhá, về i5 RAM 8GB, SSD 256 màn full, sẽ có giá bán tại thị trường đâu đó nó khoảng tầm 25 triệu. Nhưng tớ khui xong sẽ bán, nếu cái máy này đúng cái máy này các bạn mua nhá, tớ khui xong tớ sẽ bán cho các bạn ở mức giá là 22 triệu. Còn máy lưu sale như thế này thì nó sẽ là 23.500.000 nhá các bạn nhá. Và bây giờ để chúng ta sẽ cùng khui siêu và tìm hiểu dòng sản phẩm ThinkPad X390, mời các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng thưa các bạn ơi, vâng thưa các bạn, là hàng chuẩn chỉnh của nó thì sao như này các bạn nhá. Và đây là toàn bộ thông tin của chiếc máy thì mình mua về, mình để sẵn đây để các bạn được bảo hành này. Đây các bạn sẽ thấy này, bạn biết các thứ này. Đó. Đầy đủ thông tin nhá. Hàng về từ Mỹ luôn. Còn đây là cấu hình của máy và mọi thứ nó sẽ ở đây. Đây các bạn sẽ thấy này. Bây giờ tôi sẽ khui ra. Đây là rách mất tem rồi. Em đã mất trinh rồi. Vâng thưa các bạn, sạc Type-C, đây là sạc tốt nhất bây giờ, sạc nhanh. Và cái sạc này của nó là 65W các bạn nhá. Sạc Type-C thì nó sẽ nhanh hơn. Đây là dây nguồn này. Đây là seal của nó đây ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bóc ra. Lại rách thêm một lượt tem nữa. Lại mất thêm một lượt trinh nữa các bạn ạ. Còn đây là sách hướng dẫn sử dụng của ThinkPad. Bây giờ thì chúng ta sẽ khui bóc chiếc máy này ra. Vâng thưa các bạn, vẫn là led tối giản nhất. Các bạn sẽ thấy là một led rất sang trọng trên chiếc ThinkPad này. Càng đơn giản mà sang trọng, đấy mới là cái khó. Đó là một tông màu đen với một logo ThinkPad rất nhiều năm nay chưa thay đổi. Và khi chúng ta khởi động chiếc máy này thì cái logo này nó sẽ sáng lên các bạn nhé. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy là 1,28kg. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này. Nếu mà nhìn đây thì cứ nghĩ đây là màn hình 12,5 inch. Nhưng thưa quý vị và các bạn, đây là màn hình 13,3 inch đấy các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy là bản lề này. Đây là khe cắm SIM đằng sau nhé các bạn nhé. Bản lề này thì với 28.000 lần cập lờ. Bản lề này thì với 28.000 lần cập mờ mà anh em chúng ta không cần phải suy nghĩ gì. Nói chung ThinkPad thì đẳng cấp về độ bền rồi. Êm du nhá các bạn nhá, êm. À, quá đỉnh luôn. Này các bạn sẽ thấy này. Đây là cái hốc tản nhiệt của máy này. Cổng USB có tích hợp cắm cáp smartphone, cáp máy tính bảng. Chúng ta cắm vào đây mà không cần phải bật máy lên để sạc pin. Nhưng mà cái hốc để ở bên cạnh phải như này thì đôi khi sẽ hơi khó chịu một chút nếu mà nó phả hơi nóng ra. À, chúng ta mình hay thói quen như này. Sẽ rất là khó chịu nếu các bạn mà dùng lâu. Các bạn sẽ thấy là mặt trước của nó thì một led thiết kế tối giản này. Ở đây nút gạt camera nhé. Mở máy này. Rất đơn giản luôn. Mặc dù nó không có cái GMM ở đây. Đây thưa các bạn sẽ thấy là một cổng sạc Type-C. Đây là cổng Thunova 3. Các bạn sẽ thấy là cắm một cổng cái đốc ở đây làm gì ạ? Để chúng ta có thể dùng LAN. Ở đây sẽ có thêm cổng USB, HDMI. Phone mic được tích hợp giao tiếp đó là 3,5. Còn bên dưới máy đây. Bây giờ thì mình sẽ mở chiếc máy này ra xem nội tạng bên trong nó như nào. Mời anh em đón xem nhé. Đây là cái hốc này sẽ hút không khí vào, tản khí nóng ra đây. Thông tin của máy thì nó sẽ có ở đây này các bạn ạ. 20 tháng 4 là date sản xuất máy này các bạn nhé. 20 tháng 4 này. Ok, bây giờ tớ sẽ mở chiếc máy này ra. Thông tin máy thì nó được dập chìm trên này luôn này. Vỏ máy, chiếc máy này thì nó sẽ bằng hợp kim nhôm, mazuê, sợi thủy tinh và cộng một lớp cao su bên trên. Đây này. Chống bám vân tay rất tốt luôn. Đấy các bạn thấy không ạ?
toàn là chất liệu cao cấp mà cấu tạo là chiếc máy nó rất là chắc, mình cầm này, kể cả một tay các bạn cầm hoàn toàn có thể thoải mái như này. Con này thì với tiêu chuẩn độ bền là STD 80G các bạn nhé, rất bền bỉ. Đây là tiêu chuẩn độ bền của quân đội, những chiếc laptop ThinkPad bao giờ cũng đạt được. Và đây tôi khẳng định đây là chiếc máy phải nói là bền bỉ nhất thế giới hiện tại bây giờ 2020. Các bạn sẽ thấy là cái laptop bằng Mazue rất là nhẹ. Tính ra chiếc máy này thì có vật liệu sợi carbon này, vật liệu sợi thủy tinh này. Đấy, Mazue cấu tạo là chiếc máy và có thể là nhựa phủ ở bên trên, cộng thêm một lớp cao su. Đúng là chất liệu của ThinkPad nó làm thì phải nói là đẳng cấp. Các bạn sẽ thấy nó thiết kế một bo mạch vô cùng thông minh, khít hết, đúng không ạ? Hai cái loa này, con này mà loa như này thì chắc chắn là rất là hay rồi. Các bạn sẽ thấy là CPU thế hệ 10 này. Ai chà, con này nó cải tiến bây giờ wifi được hàn chết trên bo mê luôn các bạn nhé. Chết trên bo mê luôn này nè. Đây là con ổ cứng Sky Helix của Hàn Quốc nhá. NVMe này, con này sẽ cho phép các bạn nâng cấp này. Các bạn sẽ thấy là RAM được onboard, CPU được onboard và không tích hợp cả đồ họa rời. Vị trí là chiếc máy này sẽ cho phép nâng cấp duy nhất chỉ là ổ cứng SD thôi. Bo mạch của nó này, nhìn nào. Nhìn nó thấy chất rồi. Ở đây thì chúng ta có thể cắm vào đây là WAM nhé, để chúng ta dùng 4G nhé. Đây, phải cắm vào đây. Để cắm vào thì chúng ta mới dùng 4G được các bạn ạ. Pin của nó này các bạn này. Các bạn sẽ thấy là dung lượng của pin này 4120 mAh. Con này sẽ cho phép các bạn dùng khoảng 10 tiếng liên tục. Quá tốt luôn, một chiếc máy đẳng cấp cho dân văn phòng. Bây giờ mình sẽ lắp vào để test chiếc máy này cho các bạn. Vâng, thưa các bạn, thì điểm cải tiến mặt trước các bạn thấy là barrier viền màn hình sẽ mỏng hơn. Nhìn ra thì nó vẫn theo hơi hướng của sự hiện đại, nhưng với LED thiết kế tối giản. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là đôi LED thiết kế của sự hoài cổ. Ví dụ, ở đây các bạn thấy là cái chiếc board này rất nhiều năm rồi, vẫn còn đúng không? Để bật LED bàn phím chúng ta bật ở đây. Thêm cái LED nữa. Thêm đấy, hai LED đây. Phím của ThinkPad thì xin lỗi các bạn, nó quá tuyệt vời luôn. Đố trên thế giới này có chiếc máy là dùng sướng bằng bàn phím của ThinkPad. Các bạn sẽ thấy phím bật nguồn có tích hợp đèn LED này. Và bên trên thì phủ một lớp sơn đen. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ chống bấm vân tay rất là tốt luôn. Ở đây là bảo mật vân tay các bạn nhé. Phím chuột bấm này. Mấy anh em nhập điều bàn phím mà gặp phải máy này thì nó thực sự không bao giờ quên luôn. Bạn dùng ThinkPad là nghiện luôn anh em ạ. Này, sướng thật. Nhìn mặt trước anh em có thấy nó nhỏ không? Đúng không? Nhìn kiểu như là 12,5 inch nhưng thực tế đây là 13,3 inch anh em ạ. Này, tốc độ của ổ cứng này. Gần 2GB một giây và tốc độ ghi của nó gần 1GB. Con này thì chắc là ổ cứng của Intel rồi, đoán là như thế. Ở đây xem nào. Màn hình 13,3 inch, tràn viền, Full HD IPS. Vân tay này, còn chip vân tay này các bạn này. Bluetooth này. Con này sử dụng Bluetooth của nó 5.0 đấy. Nó sẽ hỗ trợ kết nối băng thông bên ngoài, các tín hiệu âm thanh và hình ảnh không dây siêu nét luôn. Camera này Skylix các bạn ạ. Ờ đúng rồi, Flex mình nhầm, mình mở máy ấy. Skylix là ổ cứng của Hàn Quốc các bạn nhá. Ổ cứng này chất lượng cũng được, mặc dù là không tốt bằng Intel hay Samsung. Con này thì vẫn sử dụng chuẩn Wi-Fi là AC9560, chưa được gọi là Wi-Fi 6. Con này Wi-Fi 5 thôi các anh em ạ, nhưng mà vẫn là nhanh. Băng tầng 160Hz. Đây là CPU thế hệ thứ 10 này. Các bạn sẽ thấy là tên CPU là 10210U. Điểm mạnh nhất của những chiếc ThinkPad là gì? Đó là gì? Các bạn biết không ạ? Khả năng hoạt động của bàn phím này, hiệu năng hoạt động của CPU này, của quạt này, đặc biệt hệ thống làm mát cực kỳ êm ái luôn. Đây là điểm mạnh cho các bạn. Bởi vì đối với các doanh nhân, các bạn thường xuyên di chuyển đi lại, chúng ta làm việc về đêm rất là nhiều. Máy của chúng ta mà cứ hoạt động quạt ồn rồi máy chạy nóng, phím dùng không sướng thì vẫn đi. Các bạn sẽ thấy đây chế độ 3D thì tại vì sao nó giật? Bởi vì đơn giản đây là chiếc máy trang bị chủ yếu cho dân lập trình cũng như các bạn dùng văn phòng. Đấy. Nó không có card họa rời và chip U thì nó sẽ yếu hơn rất nhiều so với loại máy mà có card họa rời. Đây là chế độ 2D. Các bạn sẽ thấy mức FPS nó sẽ tầm khoảng hơn 300 và nhiệt độ của CPU ở ngưỡng khoảng 72 độ C. Ở chế độ 3D thì sẽ nóng hơn. Như các bạn nghe thấy không ạ? Nó rất là êm luôn, quạt gần như là không nghe gì. Và nó phả hơi nóng trực tiếp ra đây. Mình để tay này mùa hè để thì phải nói là hơi khó chịu đấy các bạn ạ. Chỗ này này, nó phả trực tiếp ra đây mà. Vâng, thưa các bạn, thì màn hình của chiếc ThinkPad X390 cũng là điểm mạnh các bạn ạ. Với màn hình Full HD, tỷ lệ 3 phủ màu cao, ánh sáng tốt,
Cụ thể ở đây là độ sáng của màn hình có thể đạt 356 CD, cường độ ánh sáng cho 1m2. Là ngon đấy các bạn ạ. Trong khi đó thì tỷ lệ tương phản của nó lên đến 2225. Tỷ lệ bao phủ màu đạt đến tận 95,7% sRGB và 61,3% Adobe RGB. Một màn hình xuất sắc, trung thực để chúng ta có thể làm đồ họa. Các bạn làm trong lĩnh vực như là thiết kế thời trang, in ấn, dùng các phần mềm như Photoshop, AutoCAD để chỉnh sửa hình ảnh mà cần một cái sắc màu trung thực khi chúng ta in ra ngoài không bị sai, thì đây là một chiếc màn hình tốt. Các bạn sẽ thấy góc nhìn màn hình IPS này. Mình luôn đánh giá cao các dòng sản phẩm ThinkPad là màn hình của nó rất là chuẩn chỉnh, màu sắc đẹp và cái quan trọng nhất là dùng lâu cho dân văn phòng mà không bị mỏi mắt. Các bạn sẽ nhìn thấy không gian tái tạo màu trên màn hình rất là đẹp luôn. Kể cả âm thanh của máy thì cũng rất là hay đúng không? À, tói cỡ luôn. Không quá màu mè, không quá cao sang nhưng ai cũng phải nhìn. Âm thanh mình sẽ cho ở thang điểm 9 và màn hình vẫn cho ở thang điểm 9 các bạn nhé. Với góc nhìn lên đến 178 độ, rất trung thực luôn. À, âm thanh rất là hay. Các bạn có thể dùng giải trí xem những bộ phim hoặc là những đoạn ca nhạc các bạn yêu thích trên chiếc máy này rất là ok. Vâng thưa các bạn, thì ở đây thì mình đang test cái CPU của nó qua phần mềm Cyber 15R. Vâng thưa các bạn, thì với việc cải tiến CPU thế hệ 10, các bạn sẽ thấy điểm số của nó lên đến 737 CB. Một điểm số khá ok để các bạn làm đồ họa ở mức tầm trung cũng như các bạn sử dụng trong lĩnh vực lập trình. Vâng thưa các bạn, lưu ý đến chiếc máy chúng ta sẽ không cho phép các bạn nâng cấp RAM. Ở đây thì mình đang test thử với khoảng 15 tab web. Các bạn sẽ thấy là lưu ý là con chuột này sẽ hỗ trợ tính năng cảm ứng đa điểm. Các bạn có thể dùng tay vuốt như mình như này. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này. Các bạn có thể dùng tay để zoom. Đấy, zoom qua con bàn di chuột này. Nó sẽ cảm ứng như trên điện thoại di động hay máy tính bảng của các bạn. Các bạn sẽ thấy là YouTube này, mình vào này. Bây giờ để kiểm tra xem chúng ta dùng hết tài nguyên bao nhiêu các bạn vào đây. CPU đang sử dụng hết có 6% thôi. RAM đang sử dụng hết 6,5GB. Đấy, Wi-Fi mọi thứ này. Vâng thưa các bạn, thì mình đang test tự game Let's Play các bạn ạ. Một chiếc máy được trang bị i5 và không cả đồ họa rời nhưng vẫn có khả năng xử lý đồ họa 3D. Các bạn sẽ thấy GPU nó sử dụng hết khoảng 92-93%. Mức FPS chúng ta nhận được khoảng hơn 80 và nhiệt độ chơi game khoảng hơn 70 độ C. Nó sẽ xấp xỉ khoảng 70 độ C, dưới 70 độ C. Con này bù lại là âm thanh của nó cũng tương đối là tốt. Tím này bấm gì quên sầu luôn, quá sướng luôn. Đấy, với cấu hình như này thì anh em mới thấy là cài từ game 3D Let's Play này thì hoàn toàn chạy mượt mà luôn, không có hiện giật lag. Các bạn sẽ thấy đúng không ạ? Lưu ý với những tựa game chuyên nghiệp yêu cầu cài đồ họa rời thì chiếc máy chúng ta sẽ không đáp ứng như các bạn nhé. Chỉ chơi những tựa game nhẹ nhàng tầm trung hoặc game online thôi. Các bạn có thể cài Liên Minh Huyền Thoại để chơi. Mức FPS tầm khoảng 80%. Ngoài ra thì có thể cài PUBG bản mobile giả lập để chúng ta chơi những chiếc máy này hoàn toàn mượt mà. Các bạn ơi, sau khi mình trải nghiệm phiên bản ThinkPad X390, đầu tiên thì tớ sẽ đánh giá vài lời nhận xét là như này. Đây là một chiếc máy mỏng nhẹ, cơ động, trang bị đầy đủ hết các cổng dành cho các bạn mà thường xuyên di chuyển đi lại nhiều. Các bạn làm công việc văn phòng, các bạn làm công việc về lập trình, các ứng dụng về đồ họa cơ bản thì chiếc máy chúng ta làm rất là tốt. Máy có một thiết kế ở đây thì các bạn sẽ thấy là những led thiết kế cổ điển cũng như led thiết kế sang trọng hơn, đó là viền màn hình mỏng hơn. Ưu điểm của máy thì các bạn sẽ thấy là ổ cứng chạy nhanh với tốc độ của NVMe, Wi-Fi cũng được trang bị là Wi-Fi 5, hơi tiếc một chút là chưa có Wi-Fi 6, có Bluetooth, có bảo mật vân tay, có bảo mật về phần cứng. Nói chung nếu mà đã dùng ThinkPad rồi thì bảo mật thì không cần phải suy nghĩ. Điểm mạnh lửa của ThinkPad đó là bàn phím. Phải nói là bàn phím là một chiếc máy tuyệt vời nhất thế giới. Đối với dân kinh doanh, một bàn phím như này quá cần thiết. Và nó cải tiến với việc nó là đưa màn hình 13,3 inch, nó không phải là màn hình 12,5 inch. Chính vì thế không gian làm việc của chúng ta trên màn hình nó sẽ nhiều hơn. Đấy đúng không ạ? Chứ còn nếu các dòng sản phẩm từ X240, X230, X240, đấy, X250, X260, X270 và X280. Và bây giờ đó là màn hình 13,3 inch, bỏ hẳn màn hình 12,5 inch. Nhưng mà kích thước nếu mà nhìn về bên ngoài thì nó chỉ như màn hình 12,5 inch thôi các bạn ạ. Còn nếu mà các bạn mua chiếc máy này cho các công việc về đồ họa chuyên nghiệp hay chơi game thì xin lỗi các bạn, nó sẽ không phù hợp và không dành cho các bạn. Đây chỉ dành những công việc như vừa rồi đấy. Còn với giá của nó thì trên thị trường chiếc máy này thì cũng phải nói là hơi chát đấy. Không có sự đam mê và không có tài chính thì chúng ta ôi giời, cái máy gì mà đen thui lui trông như này mà đắt như vậy. Nhưng tôi xin lỗi các bạn, nếu các bạn đã sử dụng các dòng sản phẩm của ThinkPad chắc chắn gây nghiện.
Bởi vì đơn giản, chiếc máy nó tối ưu cho hiệu năng, tối ưu cho những người thực sự là làm công việc chuyên nghiệp, tối ưu cho dân kinh doanh. Đấy, một chiếc máy bền bỉ, nồi đồng, cối đá mà hiện nay trên thế giới những chiếc laptop hầu như chưa có tên tuổi nào có thể đạp đổ với thương hiệu nó tương đại ThinkPad về một chiếc máy bền bỉ, nồi đồng, cối đá. Với tốc độ pin có thể dùng được khoảng 8 đến 10 tiếng tùy vào các ứng dụng phần mềm trên chiếc máy mà các bạn sử dụng. Thì đây là Number One dành cho những người di chuyển thời lượng pin quá tốt, sạc nó sạc tai sim mà các bạn. Có cổng thu đồ 3 sẽ hỗ trợ các bạn kết nối băng thông dây bên ngoài, có thể kéo màn hình lên đến 5K, 6K. Có nghĩa là các bạn có thể xem những đoạn phim siêu LED kéo ra một cái màn hình to bự ở công ty chẳng hạn. Hoặc có thể các bạn có thể dùng chiếc máy này để trình chiếu file dữ liệu chiếu trên một chiếc màn hình lớn chẳng hạn, thì chiếc máy nó làm hoàn toàn ok các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là chương trình trên tay đập hộp trong sản phẩm ThinkPad X390 CPU thế hệ 10 của mình xin đây là khép lại. À quên, mình phải nhắc lại các bạn như này. Chiếc máy sẽ không cho phép các bạn nâng cấp RAM, không cho phép các bạn nâng cấp CPU, mà chỉ cho phép các bạn nâng cấp ổ cứng. Nên khi mua máy các bạn cũng phải cân đo đong đếm một chút. Với 8GB RAM ấy thì nó chỉ dùng cho công việc văn phòng và có thể bật khoảng 30 tab web trên màn hình thôi và sử dụng thêm một số phần mềm. Còn nếu mà các bạn sử dụng các phần mềm mà nó lớn RAM hơn 8GB thì chiếc máy nó lại hơi dở. Đấy, cái đây cũng là cái nhược điểm của chiếc máy này mình phải nhắc các bạn. Đấy nhá các bạn nhá. Cứ có những chiếc máy nào ThinkPad mới thì mình lại rất mong muốn được khui hộp, được đập hộp và được sờ, được nắn, được bóp, sau đó thì tung lên mạng cho các bạn biết. Ô, dòng sản phẩm này đã có tại cửa hàng từ đây. Rất cảm ơn tình cảm và sự quý mến của quý vị và các bạn thì kênh công nghệ của mình sắp đạt 100.000 sub rồi. Các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ cũng như đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta tương tác và gặp nhau nhiều hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.